Đây là trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay có bài Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân và bài Phụ nữ Châu Đốc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Trước hết chúng tôi xin điểm lại một số nội dung nổi bật trong tuần. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. Tại nhà, trước khi đến trường, những lưu ý sau cần thực hiện để tăng cường sức khỏe. Súc miệng họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ cho học sinh. Nếu có sốt hoặc ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học và theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Đối với sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường, tự đo nhiệt độ. Nếu có sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không vào trong trường. Bảo vệ nhà trường, hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường. Tại trường, trước khi học sinh, sinh viên, học viên quay trở lại trường học, nhà trường phải đảm bảo đủ nước uống, hợp vệ sinh và mỗi học sinh có cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học. Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Tổ chức chào cờ tại lớp học. Nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trường, cha mẹ học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. Nhà trường sẽ khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết. Nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau. Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn. Quy trình rửa tay của Bộ Y tế như sau. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Làm tối thiểu 5 lần. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Làm tối thiểu 5 lần. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia. Làm tối thiểu 5 lần. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch ngón tay cái. Làm tối thiểu 5 lần. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô. Lưu ý, thời gian mỗi lần rửa tay là 30 giây. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi miệng và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn. Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
hàng ngày trước khi vào giờ học. Giáo viên điểm danh và hỏi học sinh có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi. Trong thời gian học, khi giáo viên phát hiện học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường học có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên. Trong thời gian học, khi giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường nêu trên. Công tác khử khuẩn tại nhà trường. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín. Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Trong thời gian học, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can. Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được. Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở tại trường học, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với virus corona, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Bố trí đủ thùng đựng chất thải, có nắp đậy kín và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, trưởng trạm y tế các phường xã, trưởng khóm, ấp và nhân viên y tế khóm ấp trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên đề về dịch bệnh COVID-19 và hoạt động cách ly y tế đối với người đến từ vùng dịch cư trú trên địa bàn thành phố Châu Đốc hiện nay, hướng dẫn giám sát, quản lý người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, cư trú tại địa phương và triển khai Nghị định 101 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Châu Đốc đã và đang triển khai đồng loạt, nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định. Hiện trên địa bàn thành phố Châu Đốc chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ và nhiễm COVID-19. Thành phố Châu Đốc luôn sẵn sàng chủ động mọi biện pháp ứng phó khi có trường hợp nhiễm xảy ra. Ngành y tế đã phối hợp với các ban ngành và địa phương triển khai tích cực công tác phòng chống dịch theo quy định, bảo đảm đủ phương tiện vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương. Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp chặt chẽ các ban ngành, cơ quan truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đưa ra những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và của Bộ Y tế để người dân tiếp cận những thông tin chính xác. Từ đó, làm theo hướng dẫn để phòng chống cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đối với ngành giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc đã cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 để theo dõi diễn biến tình hình dịch, đồng thời tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng trường lớp. Ban giám hiệu và cán bộ giáo viên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chuẩn bị tất cả các điều kiện để đảm bảo an toàn học đường để học sinh yên tâm đến trường học tập tốt. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc yêu cầu ngành y tế sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, chú trọng việc sẵn sàng lập khu vực cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch hoặc đi qua vùng có dịch đến địa bàn thành phố Châu Đốc, chủ động thành lập đội phản ứng nhanh ở các bệnh viện và trung tâm y tế, đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng về cách thức phòng chống dịch.
Sau 2 tuần học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc nhập học trở lại, sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch COVID-19, các trường và các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo các yếu tố cần thiết trong phòng bệnh. Theo đó, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc tiến hành việc phun xịt dung dịch tẩy trùng, kiểm tra sức khỏe, nắm tình hình học sinh tiếp xúc với người từ vùng có dịch để báo cáo về Sở Giáo dục tỉnh. Bên cạnh việc phun xịt khử trùng, các trường đã trang bị thêm nhiều vật dụng như bồn rửa tay, xà phòng, nước rửa tay khô cho học sinh và cán bộ giáo viên. Bên cạnh đó, trường còn thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của từng học sinh sau mỗi buổi học. Đến nay, sản phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn tiếp tục khan hiếm và đắt đỏ. Việc tự nghiên cứu, điều chế nước rửa tay khô tại mỗi cơ sở đơn vị trong thời điểm này được coi là biện pháp an toàn và tiết kiệm nhất. Trong tuần, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 3 kết hợp tuyên truyền ngày pháp luật cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 7 phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin tổng hợp tình hình thời sự thế giới trong nước thời gian gần đây, chuyên đề nước Mỹ gần 4 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, chuyên đề tình hình Trung Đông thời gian gần đây và một số điểm mới của luật dân quân tự vệ 2019. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, thông tin những diễn biến mới nhất tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Thời tiết đã bước vào cao điểm những tháng mùa khô, nắng nóng kéo dài, nhưng số ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc cho biết, tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2020, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 26 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó phường Núi Sam là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất 10 ca, phát hiện và xử lý 12 ổ dịch. Muỗi là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết từ người bệnh sang người lành. Đến nay, chưa có vaccine phòng bệnh nên diệt muỗi, phòng tránh muỗi đốt là giải pháp tối ưu để tránh nguy cơ mắc bệnh, bùng phát dịch trong cộng đồng. Trung tâm Y tế thành phố kêu gọi cộng đồng chủ động hợp tác, hỗ trợ nhân viên phòng dịch trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Mọi người dân cần chủ động diệt lăng quăng, diệt muỗi trong nhà và trong khuôn viên sân vườn, ban công. Khi có dấu hiệu bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Bên cạnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cần chủ động phòng ngừa. Đến nay, toàn thành phố ghi nhận được 5 ca mắc tay chân miệng. Theo chu kỳ hàng năm, bệnh tay chân miệng sẽ đạt đỉnh dịch lần thứ nhất vào tháng 4 đến tháng 6 và đợt dịch thứ hai rơi vào khoảng tháng 8 đến tháng 10. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường tiêu hóa do virus, tốc độ lây lan nhanh, diễn tiến nguy hiểm với các biến chứng viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, nguy cơ tử vong cao. Đến nay, tay chân miệng vẫn chưa có vaccine dự phòng và thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa rất đơn giản bằng những biện pháp luôn giữ nhà cửa, đồ chơi của trẻ sạch sẽ, thoáng mát, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước sạch, không cho trẻ ăn chung dưới mọi hình thức. Khi phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ thấy bé có các dấu hiệu sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng, lợi, lưỡi, da, chủ yếu ở dạng bỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông, ngủ hay giật mình, lờ mờ, cần đưa bệnh nhi đi thăm khám để được bác sĩ chuẩn đoán, điều trị kịp thời. Chiều ngày 13 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã thống nhất phương án cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học chờ thông báo mới. Các khối lớp khác vẫn đi học bình thường. Trước đó, từ ngày 2 tháng 3, học sinh trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đã đi học trở lại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu thủ trưởng các trường cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Cũng trong chiều ngày 13 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần thứ hai. Theo đó, các trường kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020, thi Trung học phổ thông quốc gia từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Trường Đại học An Giang thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo cho sinh viên toàn trường nghỉ hết tháng 3 năm 2020 để phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, thuốc nam là loại thuốc quý, chữa nhiều chứng bệnh, ít tốn tiền. Điều trị bệnh bằng thuốc nam được xem là cách điều trị hiệu quả nhất đối với những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, trồng một loại cây hoa dừa cạn. Cây hoa dừa cạn ngoài tác dụng chính là làm cây cảnh, dừa cạn còn là một thảo dược có khả năng chữa bệnh rất tốt, trong đó có bệnh ung thư. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Tặng thuốc cho người, đem niềm vui cho đời. Chúng tôi có dịp đến khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, tại hộ ông Nguyễn Văn Hoa, còn gọi là ông Năm Hoa, có trồng 2,4 hectare cây dừa cạn để làm thuốc nam, cung cấp miễn phí cho các cơ sở khám chữa bệnh đông y trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Dừa cạn là cây thân thảo, cao tới 1 mét, phân cành nhiều. Các lá có dạng hình oval hay thuôn dài, kích thước từ 2,5-9cm dài và 1,5-3,5cm rộng, xanh bóng, không lông, với gần lá giữa nhạt màu hơn và cuốn lá ngắn, mọc thành các cặp đối. Hoa có màu từ trắng tới hồng sẫm, với phần tâm có màu đỏ hơn. Ống tràng dài 2,5-3cm và tràng hoa đường kính từ 2-5cm, có 5 thùy tương tự như cánh hoa. Quả là một cặp quả đại dài 2-4cm, rộng 3mm, chứa từ 12-20 hạt nhỏ màu nâu nhạt, hình trứng. Hoa dừa cạn có nhiều màu sắc như trắng, tím, hồng, đỏ. Cây dễ trồng, sống quanh năm. Thời điểm nở hoa là từ tháng 7 cho tới tháng 10. Cây dừa cạn là thực vật dùng nhiệt đới, nên cây thích nơi khô ráo, nhiệt độ cao và có ánh nắng mặt trời. Loại cây thấp, hoa nhỏ, rất được ưa chuộng. Cây hoa dừa cạn có thể nở hoa liên tục trong suốt mùa hè. Công dụng của dừa cạn, điều trị bệnh tăng bạch cầu, phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, u bú, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, đường huyết cao, an thần, điều trị bệnh mất ngủ. Ông Nguyễn Văn Hoa ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn cho biết. Mấy năm trước thì trồng ké đầu ngựa, rồi mới cái năm nay cái mấy anh ở bên Đông Phước đó, người ta biểu mình trồng cái này đi, cái này bây giờ người ta hút mạnh lắm, bây giờ trị bệnh gan, bệnh nhức, bệnh này bệnh kia nhiều lắm. Thành ra bây giờ mình phổ biến mình trồng cái này, thành ra đất cô bác người ta năm rồi người ta cũng lỗ nhiều quá. Người ta cho mình trồng không số, còn số mình cho mướn. Mình làm cái này cái mình cũng không có lấy ít lợi gì, nó trơn anh em cùng nhau hùng nhau vừa làm mình cho rồi nó hốt cho những bệnh nhân đồ này kia rồi đó, chứ không có cái gì. Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm cũng góp đất, phân bón, hỗ trợ ông chăm sóc, thu hoạch để đem cung cấp cho các phòng chẩn trị đông y phường và các địa phương khác. Có nhiều cá nhân, tổ chức đến mua trả giá khá cao nhưng ông không bán. Bởi mục đích của ông Nam Hoa trồng dừa cạn này để làm thuốc, cứu giúp những người nghèo khó. Những việc làm của ông Nam Hoa thật giản dị và gần gũi, đều xuất phát từ tấm lòng. Những người dân ở địa phương, ai ai cũng quý mến ông Nam Hoa, bởi những việc làm của ông rất có ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn qua cơn bệnh hiểm nghèo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, rừng là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia, mỗi địa phương, là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, rừng còn có giá trị vô cùng lớn đối với đời sống và sản xuất. Bởi lẽ đó, pháp luật đã có những quy định rất chặt chẽ để bảo vệ lá phổi xanh, nguồn tài nguyên vô giá này. Xác định trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, cân bằng môi trường sinh thái. Trong những năm qua, Ủy ban thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương vận động nhân dân đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và xem đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, của toàn dân. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Phòng cháy, chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Thành phố Châu Đốc có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 353,7 ha, gồm rừng đồi núi 172,7 ha, rừng đồng bằng 181 ha. Trong đó, Ban Chỉ huy thành phố Châu Đốc xác định khu vực trọng điểm cháy trên địa bàn phường Núi Sam diện tích 49,9 ha.
Khu vực đồng bằng xã Vĩnh Châu có khả năng xảy ra cháy quanh năm vì đây là khu vực đê bao khép kín không xả nước trong mùa lũ. Những ngày này, khi đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2020, lực lượng kiểm lâm của thành phố đã và đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng. Dự báo mùa khô năm nay, tình hình thời tiết phức tạp, nguy cơ cháy rừng cao. Để chủ động phòng ngừa các tình huống xấu nhất, hiện nay cơ quan chức năng và các địa phương trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng với nhiều biện pháp chủ động. Đầu mùa khô năm 2020, khi thời tiết tại thành phố Châu Đốc nắng nóng, nguy cơ cháy rừng là rất cao, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan về việc tiếp tục khảo sát và xây dựng lộ trình đầu tư các bể chứa tại núi Sam để đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và hỗ trợ chăm sóc trồng rừng trong mùa khô. Lắp đặt nhiều bảng cảnh báo cháy rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được khuyến cáo, tuyên truyền đến người dân và mọi người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng. Việc làm cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự. Do vậy, vào mùa hanh khô, người không có nhiệm vụ không được vào rừng và đặc biệt không tạo ra tác nhân gây cháy rừng như hút thuốc, đốt lửa, đốt vàng mã. Khi phát hiện cháy rừng phải kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được thành phố Châu Đốc đặt lên hàng đầu trong mỗi mùa khô. Từ đầu năm đến nay, chưa xảy ra vụ cháy về rừng. Qua đó, Ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Châu Đốc đã tăng cường chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là luật lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Để phòng chống cháy rừng hiệu quả, các địa phương, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã chủ động tổ chức thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, yêu cầu những hộ dân cư sống trong và gian rừng thực hiện cam kết các quy định bảo vệ rừng như không chặt phá rừng, không sử dụng lửa đốt rẫy, quét sạch lá rụng vào mùa khô. Ngoài ra, tại những vùng trọng điểm đều bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng các phương tiện dụng cụ hậu cần phục vụ chữa cháy. Do đặc điểm của rừng núi Sam ở thành phố Châu Đốc hàng năm có rất đông du khách đến tham quan, nên có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động đối phó, lực lượng kiểm lâm thành phố Châu Đốc và các lực lượng chức năng có liên quan đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống. Các hồ chứa nước ở trong rừng, bìa rừng cũng luôn được bơm đầy để kịp thời ứng cứu khi xảy ra cháy. Lực lượng kiểm lâm thành phố cũng thành lập các tổ tuần tra rừng thường xuyên tại khu vực núi Sam. Ngoài lực lượng chuyên ngành bảo vệ rừng như kiểm lâm, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, ban quản lý rừng phòng hộ còn có hàng trăm người thuộc các lực lượng quân đội, dân quân địa phương được quy động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng. Có thể thấy, việc chăm sóc bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng là trách nhiệm không của riêng ai. Vì thế, việc nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ phòng chống cháy rừng được thành phố Châu Đốc, các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố chú trọng thực hiện. Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng đã được triển khai như thông qua lực lượng kiểm lâm địa bàn, lồng ghép vào các cuộc họp tổ dân phố, phát trên hệ thống loa phát thanh của phường xã đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ phòng chống cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ, giản dị trong đời sống hàng ngày, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả, đã và ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Phụ nữ Châu Đốc tích cực học tập và làm theo gương Bác. Để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu, các cấp hội trong toàn thành phố đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ hội viên phụ nữ,
Qua đó có 100% cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký, việc học tập và làm theo. Bên cạnh đó, các cấp hội còn sưu tầm và kể những mẫu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ hội, đồng thời đẩy mạnh công tác biểu dương những điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những tháng đầu năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã tổ chức tuyên truyền trong hội viên phụ nữ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các cuộc họp tổ nhóm câu lạc bộ, thông qua hợp dân tuyên truyền kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 4 cuộc có 141 chị tham dự, tổ chức khui 5 tổ ống heo tiết kiệm có 49 thành viên với tổng số tiền 238.869.000 đồng. Đồng thời, các cấp hội tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo hiểm y tế tự nguyện, luật phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, tuyến đường không rác, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2020. Kết quả tuyên truyền được 41 cuộc với 1.418 người dự. Hội phụ nữ thành phố còn kết hợp với ngành y tế vận động 569 trẻ tiêm ngừa 7 bệnh, cân đo 96 trẻ, tiêm phát cho 35 phụ nữ mang thai, vận động 2 cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phát 32 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, vận động 47 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc, xét duyệt hồ sơ và phát dây chương trình hộ cận nghèo, học sinh sinh viên cho 73 hộ dây với tổng số tiền là 277.500.000 đồng. Hàng tháng, Hội Phụ nữ Phường Núi Sam hỗ trợ một hộ có hoàn cảnh khó khăn 10 kg gạo, 100.000 đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Vĩnh Mỹ bàn giao một căn nhà mái ấm tình thương với số tiền 40 triệu đồng do Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc hỗ trợ. Các chị em hội viên còn kết hợp với các ban khóm, đoàn thể làm vệ sinh môi trường, ra quân thực hiện tuyến đường không rác, xử lý rác thải ở 412 hộ với 26 lượt chị tham gia, qua đó xử lý 5 dụng cụ chứa lăng quăng và nhắc nhở các hộ gia đình vệ sinh dụng cụ chứa nước, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, tham gia cùng đoàn vận động các hộ dân buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường, dĩa hè. Ngoài ra, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã quán triệt, triển khai đến cơ sở hội, tập trung tuyên truyền, vận động, cung cấp kiến thức, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho chị em hội viên phụ nữ. Đồng thời, các cấp hội còn tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền đến từ hộ gia đình về những điều cần biết để phòng chống dịch COVID-19, các biện pháp giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, các bước rửa tay đúng cách, giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa, bề mặt các đồ vật bằng chất tẩy rửa, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khử tay, hạn chế chạm tay chưa rửa sạch vào mắt, miệng, mũi, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế, qua đó phát hiện trên 3.280 tờ rơi, tặng trên 1.000 cục xà phòng. Tuyên truyền nhóm được 45 cuộc có 656 người tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giải để các chị em hội viên phụ nữ phường Vĩnh Mỹ và Núi Sam may khẩu trang giải phát miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tập trung quán triệt sâu rộng trong các cấp hội nội dung của việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang do Trung ương Hội phát động từ nhiều năm qua. Hội triển khai nội dung vào sinh hoạt hàng tháng, quý, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và các nhiệm vụ của hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc không ngừng đổi mới, thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, từng bước khẳng định vị trí của mình trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tỷ lệ cán bộ nữ được đề bạt bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo, chủ chốt các cấp các ngành ngày càng được tăng lên.
Có thể thấy rằng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp hội trong toàn thành phố Châu Đốc xác định là một nội dung trọng tâm, thường xuyên trong sinh hoạt và hoạt động hội. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện phong trào của hội, phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Qua đó giúp cán bộ hội viên phụ nữ nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của cá nhân trong rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, thực hiện tiết kiệm, tích cực trong các phong trào tương thân, tương ái. Quý vị và các bạn thân mến, luyện tập thể dục thể thao là phương cách để nâng cao sức khỏe, góp phần phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, mọi người đều tránh việc tập trung đông người, đa phần tập theo từng hộ gia đình. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Tập luyện thể thao trong mùa dịch. Nhiều người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc lựa chọn đi bộ để duy trì tập luyện ở thời điểm hiện tại. Nghe dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên gia đình lo lắng, nhưng nghĩ lại, không thể bỏ tập thể thao hàng ngày nhằm giữ gìn sức khỏe. Nếu bình thường, nhiều người luyện tập dưỡng sinh, chơi cầu lông, thì nay chủ yếu là đi bộ để hạn chế tiếp xúc nhiều người. Đó là tâm lý chung của người dân, bởi từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến khá phức tạp, mặc dù tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh. Người dân thậm chí lo sợ nên tạm lánh trong nhà, hạn chế luyện tập thể thao khiến phong trào có vẻ trầm lắng. Tuy nhiên, với những kiến thức cần thiết về phòng chống COVID-19 được tuyên truyền sâu rộng thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp cho người dân tự tin trở lại tập luyện bằng một tâm trạng thoải mái, phấn khởi, nhưng rất hạn chế đi đông người, đi theo nhóm như trước đây. Việc tập thể thao là để bảo vệ sức khỏe, nhưng phải biết thực hiện ra sao cho đúng cách. Nhiều người thường lựa chọn tập các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Nếu có đông người thì mình chạy bộ. Do mùa dịch mà cứ ù lì ở nhà rất dễ sinh bệnh, sức đề kháng kém thì lại là cơ hội cho virus xâm nhập. Càng quan tâm đến phòng chống dịch bệnh, người dân lại càng chú ý đến việc tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tạo thành lá chắn bảo vệ cơ thể. Mỗi người cần tuân thủ các nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng như giữ khoảng cách với người khác khi tập luyện, rửa tay thường xuyên, tránh sờ vào mắt, mũi, miệng. Nhiều người có thói quen đạp xe đạp 2 ngày một tuần, nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 nên hạn chế tập luyện, chỉ duy trì vào ngày Chủ nhật. Khi đạp xe, mọi người nên giữ khoảng cách với nhau khá xa, mang thêm khẩu trang, sau đó thì rửa tay bằng xà phòng. Nên tuân thủ khuyến cáo từ ngành y tế và xem việc tập luyện thể dục thể thao là điều cần thiết trong phòng dịch. Bên cạnh đó, với những thuận lợi mà công nghệ hiện nay mang lại, mọi người hoàn toàn có thể chủ động thực hiện các bài tập thể dục nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể tại nhà. Khi không có điều kiện thì tập trước sân nhà, những động tác thể dục nhẹ nhàng để làm nóng cơ thể. Xung quanh và trong nhà thường xuyên dọn dẹp gọn gàng để không cho virus có nơi phát triển. Tập luyện thể thao trong mùa dịch đúng cách cũng góp phần giúp hóa giải tâm lý e dè, lo sợ bị nhiễm bệnh. Cho nên, mỗi người nên tìm cho mình một cách thức tập phù hợp để quá trình rèn luyện thể thao không bị gián đoạn, cơ thể sẽ có độ dẻo dai, bền, duy trì nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, kết hợp việc sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, suy nghĩ lạc quan và tích cực sẽ tạo được hiệu quả trong phòng dịch. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.